Những tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Tại vòng 24 La Liga, Real Madrid và Barcelona cách biệt giờ chỉ còn là 1 điểm. Trong khi đó, tại vòng 24 Serie A, Juventus trở lại ngôi đầu dù thiếu vắng Cristiano Ronaldo. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thế giới thể thao trên kênh Bóng Đá TV và Thể Thao TV. Bản tin hôm nay sẽ được bắt đầu với những diễn biến từ La Liga. Vòng 24 La Liga đã có một trận đấu buộc phải hoãn lại do ô nhiễm không khí từ một đám cháy lớn. Đó là trận derby xứ Bắc giữa Eibar và Real Sociedad. Còn ở những trận đấu diễn ra theo đúng kế hoạch thì bất ngờ đã xảy ra tại Bernabeu khi một Real Madrid với mạch 5 chiến thắng liên tiếp đã không thể làm gì trước Santa Vigo dù đã đón chào sự trở lại của Eden Hazard. Được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng, Real Madrid lại bất ngờ để cho Santa Vigo trong thủng lưới ở ngay phút thứ 7 sau pha dứt điểm của Fedor Smolov. Rõ ràng cuộc ngược dòng trước Sevilla ở vòng đấu trước đã giúp cho Santa Vigo thi đấu đầy tự tin ngay tại Bernabeu. Đội khách đã khiến cho dàn sao bên phía đội chủ nhà gặp bế tắc trong suốt quãng thời gian của hiệp 1, ngay cả khi Real Madrid đón chào sự trở lại của Eden Hazard. Dẫu vậy sang hiệp 2, chính ngôi sao người Bỉ đã đem về quả đá phạt đền cho Real Madrid và trên chấm 11m, Sergio Ramos đã không khó để nâng tỷ số lên 2-1. Trước đó, đội chủ nhà đã có bàn gỡ 1-1 ở phút thứ 52 với pha dứt điểm mang đúng thương hiệu Tony Cross. Và tưởng chừng như Real Madrid sẽ có cua ngược dòng thành công, nhưng thêm một lần nữa Celta Vigo lại khiến các cổ động viên tại Bernabeu câm lặng. 4 phút trước khi hết giờ, đường chọc khe tuyệt hảo của Denis Suarez và pha làm bàn của Santimina đã giúp cho Celta Vigo khép lại trận đấu với kết quả hòa 2-2. Trận đấu kết thúc với sự tiếc nuối của Real Madrid khi đã đánh rơi điểm số. Còn Celta Vigo, họ hoàn toàn xứng đáng với nỗ lực của mình trong cuộc chiến trụ hạng. Cũng tại vòng 24, Espanyol trông thế rất gần điểm để nuôi hy vọng trụ hạng đã có một trận đấu quả cảm trên sân Sanchez Pizjuan của Sevilla. Đội chủ nhà vươn lên sân trước ngay ở phút thứ 15 sau cú đánh đầu mở tỷ số của Lucas Ocampos. Nhưng Espanyol đã kịp đưa trận đấu về thế cân bằng trước khi hiệp 1 khép lại với cú đá phạt tinh quái của Embarba ở phút thứ 35. Bất ngờ xảy ra đầu hiệp 2 khi tiền đạo người Trung Quốc Gulay đưa đội bóng xứ Catalonia vươn lên dẫn trước, nhưng họ đã phải bất lực trước khoảnh khắc tỏa sáng của Suso. Tiền vệ mới chuyển tới theo dạng cho mượn từ AC Milan có pha solo và dứt điểm quyết đoán để ấn định tỷ số hòa 2-2 ở phút thứ 80. Cũng trong đêm qua, Leganes cầm hòa Real Madrid không bàn thắng trên sân nhà. Còn Athletic Bilbao một lần nữa gây thất vọng khi để thua 0-1 trước Osasuna. Như vậy sau vòng 24, vị trí các đội bóng top đầu không thay đổi, nhưng khoảng cách giữa Real Madrid và Barcelona hiện chỉ còn là 1 điểm. Trong khi đó ở nhóm cuối, cuộc đua trụ hạng vẫn đang diễn ra vô cùng hấp dẫn giữa 4 cái tên Celta Vigo, Mallorca, Leganes và Espanyol, những người bất bại ở vòng đấu này. Tại vòng 24 Serie A, Juventus tiếp đón Brescia trên sân nhà trong bối cảnh phong độ đang đi xuống với chỉ một chiến thắng trong 4 trận gần nhất. Và các cổ động viên của lão bà thì càng thêm phần lo lắng khi huấn luyện viên Sarri đã quyết định cho cầu thủ thi đấu ổn nhất, đó là Cristiano Ronaldo nghỉ ngơi ở trận đấu này. Nhưng rồi thì mọi chuyện cũng không quá tệ khi chất lượng đội hình của Juve vẫn còn cách khá xa so với đối thủ Brescia. Trên sân nhà Allianz, Juventus chủ động dồn ép đối thủ sau tiếng còi khai cuộc. Sức ép mà họ tạo ra khiến các cầu thủ Brescia mắc khá nhiều lỗi. Một trong số đó là tình huống dẫn tới thẻ vàng thứ 2 của Aje. Cũng ở pha bóng này, trong một ngày hiếm hoi mà Ronaldo nghỉ thi đấu, cơ hội đã phạt trực tiếp tới với Paulo Dybala và viên kim cương Argentina đã tận dụng nó một cách hoàn hảo khi vẽ lên một đường cong khiến thủ thành Alfonso phải bất lực nhìn bóng vào lưới. Trông thế hơn người, Juventus tiếp tục áp đảo hoàn toàn, nhưng cũng phải tới phút thứ 75 họ mới có được bàn thắng thứ 2 do công của Juan Cuadrado, một pha phối hợp ngẫu hứng giữa tiền vệ người Colombia và đồng đội Blaise Matuidi. 2-0 nghiêng về Juventus cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu này. Niềm vui nhân đôi với Juventus bởi ở trận đấu diễn ra sau đó, Inter Milan đã phải nhận trận thua đầu tiên sau chuỗi 16 trận bất bại. Đối thủ khiến cho thầy trò huấn luyện viên Antonio Conte ôm hận không ai khác chính là Lazio. Mặc dù Ashley Young đợi Inter Milan vừa lên với bàn thắng đầu tiên của anh cho đội bóng mới, nhưng hai pha lập công của Ciro Immobile và Milinkovic-Savic đã mang về niềm vui cho đội bóng thủ đô Italia. Với chiến thắng này, Lazio đã leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng và đẩy chính Inter Milan xuống vị trí thứ 3. Juventus trở thành ngư ông đắc lợi khi lấy lại ngôi đầu bảng. Hiện họ có 57 điểm, nhiều hơn Lazio và Inter Milan lần lượt 1 và 3 điểm. Tại vòng 26 Premier League, sau hiệp 1 không có bàn thắng, thì ở hiệp 2, Arsenal đã liên tiếp chọc thủng lưới của Newcastle chỉ trong 3 phút từ 54 đến 57. Hai cầu thủ lập công là Pierre-Emerick Aubameyang và Nicolas Pepe. Đến những phút cuối cùng, Mesut Ozil và Alexander Lacazette còn ghi thêm hai bàn thắng nữa để định tỷ số 4-0 cho pháo thủ. Chiến thắng này giúp Arsenal trở lại vị trí thứ 10 với 34 điểm, còn kém Manchester United xếp trên 1 điểm và vị trí thứ 4 của Chelsea 7 điểm, trước khi hai đội bóng này chạm trán vào 3 giờ rạng sáng mai 18 tháng 2. Trong đó Tottenham đã có chiến thắng 3-2 trên sân của Aston Villa, trong đó Son Heung-min lập một cú đúp để vươn lên vị trí thứ 5, áp sát Chelsea với 40 điểm. Còn tại vòng 22 Bundesliga, chỉ 24 giờ sau khi để cho La Liga chiếm lấy ngôi đầu, Bayern Munich đã đòi lại vị trí này bằng chiến thắng tương bừng ngay trên sân của Cologne. Phải thi đấu trên sân khách, nhưng trước một đối thủ đang lận đận ở nửa sau của bảng xếp hạng là Cologne, Bayern Munich đã không khó để giành một chiến thắng đậm. Chỉ trong vòng 12 phút đầu trận, lối chơi biến hóa và đầy tốc độ của Hùm Xám đã khiến cho Cologne vỡ trận. Lần lượt Lewandowski, Kingsley Coman và Sergei Gnabry thay nhau lập công để giúp cho Bayern Munich dẫn trước tới 3-0. Cách biệt quá lớn giúp cho Bayern Munich giảm nhịp độ tấn công trong hiệp 2, nhưng họ vẫn có thêm một bàn thắng nữa so vào dứt điểm kỹ thuật của Gnabry ở phút thứ 66. Cho dù sau đó Cologne cũng tìm được bàn thắng ở phút thứ 70, nhưng đó là tất cả những gì mà đội chủ nhà làm được trong trận đấu này. Chiến thắng đậm 4-1 đã giúp cho Bayern Munich quay trở lại ngôi đầu với 46 điểm sau 22 lượt trận, nhiều hơn đội xếp thứ hai là RB Leipzig 1 điểm. Bám sát phía sau đang là Dortmund, Mönchengladbach và Leverkusen. Trong khi đó Schalke 04 giao trận hòa 0 đều trước Mainz 05 đang xếp ở vị trí thứ 6. Và thưa quý vị và các bạn, sau một mùa giải căng sức thi đấu tại ba đấu trường, câu lạc bộ bóng đá Hà Nội đã có thay đổi lớn, chú trọng hơn đến vấn đề chuyên môn và thể lực của các cầu thủ khi bổ nhiệm hai chức danh mới cho câu lạc bộ. Tuy nhiên thì mới đây thì đội bóng chủ sân hàng đây đã có quyết định bất ngờ khi chia tay bộ đôi người nước ngoài đảm nhiệm vị trí giám đốc kỹ thuật và huấn luyện viên thể lực của đội bóng. Chỉ vài tháng sau khi bổ nhiệm hai chức danh mới cho đội bóng, câu lạc bộ bóng đá Hà Nội đã nói lời chia tay với những người đang nắm giữ vị trí này là giám đốc kỹ thuật Daniel Enrique và huấn luyện viên thể lực Nicolas Gardini. Nguyên nhân từ phía các nhà đương kim vô địch V-League đưa ra đó là giữa hai bên đã bất đồng ý kiến và không tìm được tiếng nói chung trong các buổi tập của đội bóng thủ đô. Mới đây, Nguyễn Hoàng Quốc Trí đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh để khám chấn thương. Tiền vệ của Quảng Nam đã bị lật cổ chân trong một buổi tập và anh đã không thể tập luyện cùng các đồng đội trong hơn một tháng qua. Trước thềm V-League sắp khởi tranh, Quốc Trí đang gấp rút chữa trị chấn thương nhưng vẫn chưa ấn định được ngày trở lại. Trong khi đó, nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới, Hoàng Anh Gia Lai đang tiến hành đầu tư và nâng cấp sân vận động Pleiku. Đội bóng phố núi đã cho thay hai cầu môn đã sử dụng 40 năm, hệ thống chiếu sáng cũng được nâng cấp công suất, các biển quảng cáo và ghế ngồi cũng được thay mới và đang được khẩn trương lắp đặt. Đặc biệt, ban quản lý sân Pleiku sẽ bố trí một khu vực dành riêng cho các cổ động viên khuyết tật đến sân để cổ vũ cho đội bóng. Cũng liên quan đến câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, trong những mùa giải gần đây thì hàng thủ luôn được xem là điểm yếu của đội bóng phố núi khi đội bóng này đã để thua tới 46 bàn tại V-League 2019. Bởi vậy mà việc bổ sung trung vệ ngoại binh Damik Memovic được xem là nỗ lực gia cố hàng thủ của Hoàng Anh Gia Lai trong trước mùa giải mới. Ngay sau khi kết thúc mùa giải 2019 thì ban lãnh đạo của Hoàng Anh Gia Lai đã mang về sân Pleiku Damik Memovic từ Sông Lam, Nghệ An. Dù mới chỉ cập bến V-League một mùa giải, nhưng trung vệ người Serbi đã phần nào chứng tỏ được năng lực bản thân khi đã góp sức để đội bóng xứ Nghệ trở thành đội bóng bị thủng lưới ít nhất V-League 2019 với chỉ 26 bàn thua. Damir đã đến với Hoàng Anh Gia Lai được gần 4 tháng. Theo tôi thì đến lúc này cậu ấy đã làm quen được lối chơi của đội bóng. Damir đã có kinh nghiệm thi đấu ở V-League. Cậu ấy cũng sở hữu khả năng quan sát và phối hợp tốt với các đồng đội. Hy vọng cậu ấy sẽ có mùa giải thành công với Hoàng Anh Gia Lai. Dù vậy, thách thức với Memovic cũng không hề nhỏ khi đội bóng phố núi là đội để thủng lưới nhiều nhất V-League mùa trước với 46 bàn. Bởi vậy, trung vệ sinh năm 1989 đã nỗ lực tập luyện cùng toàn đội nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi mùa giải khởi tranh. V-League là một giải đấu rất khốc liệt. Tôi đã có một mùa giải tại đây nên hiểu được điều này. Ở mùa trước, trong những lần Sông Lam Nghệ An gặp Hoàng Anh Gia Lai, tôi thấy sự phối hợp giữa hàng thủ và tuyến giữa của Hoàng Anh Gia Lai không được tốt. Tuy nhiên, trong suốt thời gian qua, huấn luyện viên Lee Tae-hoon đã giúp toàn đội củng cố và khắc phục điều này. Tôi hy vọng tôi sẽ làm tốt công việc của mình ở mùa bóng sắp tới. Vẫn còn quá sớm để nói liệu Memovic có thành công ở Hoàng Anh Gia Lai hay không. Tuy nhiên, với những gì đã làm được, người hâm mộ đội bóng phố núi có quyền hy vọng sự xuất hiện của trung vệ người Serbi sẽ giúp đội bóng có một mùa giải 2020 thành công. Tuần này, Thể thao TV và Thể thao tin tức HD sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn giải ATP 500 Rio Open với sự góp mặt của tay vợt số 4 thế giới Dominic Thiem. Quý vị và các bạn chú đón xem bắt đầu từ ngày 18 tháng 2. Ngoài ra thì quý vị và các bạn cũng đừng bỏ lỡ những sự kiện thể thao hấp dẫn trên ứng dụng OnMe như giải Ngoại hạng Anh, UEFA Champions League, UEFA Europa League và các trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Còn bây giờ để khép lại bản tin thì chúng ta sẽ cùng điểm lại những thông tin chính đã có trong chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.